Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 bao giờ Đảng công khai về nhân sự. Vừa qua Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc vào hôm 18 tháng 12 tại Hà Nội. Tuy nhiên kết quả về diễn biến nhân sự còn chưa tưởng mình và công khai với nhân dân và cán bộ. Có thể nói rằng Đảng vẫn quyết giấu giếm nhân dân và công luận chứ không thật lòng muốn công khai các nội dung đã họp bàn. Các báo trong nước cũng đồng loạt đăng tin rằng Trung ương nhất trí rất cao về nhân sự tham gia Bộ Chính trị. Tuy nhiên, dường như các lãnh đạo Đảng vẫn dè chừng nhân dân và dè chừng các thế lực thù địch. Cho nên, hầu như không ai biết được sự thống nhất cao ấy cụ thể như thế nào và căn cứ vào đâu. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng và đại biểu tham dự biểu quyết về nội dung hội nghị. Các danh sách và thông tin liên quan đến nhân sự sát đại hội đã có, nhưng Đảng vẫn chưa muốn công bố với công chúng và cán bộ, nhân dân. Mặc dù một số thông tin đã được thảo luận không chính thức ở bên ngoài hội nghị, có thể có một số phản ánh dường như đúng với tình hình trong hội nghị. Facebook của nhà hoạt động Hoàng Dũng cũng đưa tin rằng, một danh sách được cho là tỷ lệ ủng hộ vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ tới, ông Lê Minh Hưng, năm 1974, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, con trai ông Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ Công an, năm 1998 đến năm 2002 dẫn đầu danh sách với 150 phiếu ủng hộ, chiếm 87%. Trước đó, blogger Bùi Thanh Hiếu cũng dẫn tin tương tự, tuy nhiên thông tin này không hề xuất hiện trong bất kỳ bản tin chính thống nào của báo chí trong nước. Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí cao về nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban chấp hành và Ban bí thư khóa 13. Ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết như trên trong phát biểu bế mạc khai Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua. Ông nói, sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến. Tại hội nghị, Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao, nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tái cử và nhân sự lần đầu tham gia hai cơ quan lãnh đạo này. Trước hết, từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển Nhân sự nhận định rằng điều đầu tiên có thể nói là đã có những câu hỏi đặt ra và nghe thấy ở trong công luận rằng tại sao ban lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Ban chấp hành Trung ương lại không thể công bố công khai những thông tin về nhân sự được bàn thảo, giới thiệu, thậm chí biểu quyết v.v. và các phương án sau hội nghị lần này cũng như trong suốt quá trình vừa qua. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14. Và Đảng thì vẫn nói là Đảng công khai, minh bạch và dân chủ. Đảng lại là lực lượng lãnh đạo của một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Và Đảng nhận là từ dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, thì ngại gì mà không công bố cho nhân dân biết được việc làm nhân sự, chọn lựa nhân sự này trong mọi bước một cách minh bạch và công khai. Hay là Đảng sợ dân biết, dân bàn, dân tham gia, làm và do dân kiểm tra? Trả lời những câu hỏi này mà tôi cho là cũng không phải là không có lý của công luận, thì tôi có thể nói rằng Đảng dường như vẫn còn theo truyền thống cũ, đó là còn giữ nhiều bí mật trước quần chúng, nhân dân và thậm chí với cả cán bộ của mình. Ông nói tiếp, tôi cho rằng tới đây Đảng nên có dũng khí để đổi mới nhiều khâu mặt trong của công tác Đảng và lãnh đạo của mình, trong đó có nêu ra những thay đổi như về dân chủ hóa và minh bạch. Cái đó theo tôi thì có thể giúp cho Đảng có lợi hơn vì sẽ được quần chúng tin tưởng hơn thay vì là cứ tiếp tục làm theo cách cũ. Tôi có nghiên cứu và các dự thảo văn kiện của Đảng chuẩn bị cho Đại hội 13 lần này và tôi thấy cũng có những thay đổi nhất định. Chẳng hạn như cách nhìn được trình bày trong các dự thảo thể hiện cách hiểu là đã có thể thay đổi về chủ nghĩa tư bản. Ông nói tiếp, tôi rà soát các văn bản và dường như không thấy có nhắc nhở hay phê bình gì đến chủ nghĩa tư bản như cách thức trước đây thời chiến tranh và chiến tranh lạnh vẫn hay làm, mà người ta nói chăng thì nhắc tới nền kinh tế thị trường, v.v. Như thế là đã có dấu hiệu của thay đổi nhất định và tôi hiểu là thay đổi, cải cách thì đôi khi có thể cần đi theo từng bước. Nhưng về công khai, minh bạch như công luận đặt ra ở hội nghị này và cả từ trước đó tôi nghĩ là Đảng nên sớm suy nghĩ và làm. Một điểm thứ hai mà tôi muốn nói là thông báo của Đảng về hội nghị
loan rộng trên truyền thông, khẳng định rằng Trung ương đã thống nhất rất cao về vấn đề nhân sự cấp cao lần này, tức là liên quan đến cả nội dung giới thiệu ứng cử viên để Đại hội 13 tới đây bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đây là hình ảnh, bên phải là một danh sách được cho là tỷ lệ ủng hộ vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ tới, ông Lê Minh Hưng, hình bên trái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, con trai ông Lê Minh Hương, vốn là Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 1998 đến năm 2002, dẫn đầu danh sách với 150 phiếu ủng hộ. Ông nói tiếp, tôi cũng thấy báo chí giật tít nói sẽ có hội nghị 15, tại hội nghị đó sẽ có thêm công bố. Vậy tôi đặt ra một câu hỏi là đã nhất trí và thống nhất cao ở hội nghị 14 rồi, tại sao còn cần hội nghị Trung ương 15? Hay ở đây chỉ là nhất trí và thống nhất cao ở một số nội dung nào đó? Còn có thể nội dung hệ trọng hay quyết định then chốt nào đó thì chưa? Hay là còn phải đợi? Và tôi xin nhắc lại là Đảng chưa công khai, nhưng người dân và các giới, kể cả giới quan sát và phân tích, rất khó có thể có thông tin để mà biết được, chưa kể là phải theo dõi để tư duy vân vân. Phó giáo sư Phạm Quý Thọ đã nói như vậy theo quan điểm riêng của mình. Còn tiến sĩ Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam, thì bình luận với đài tiếng nói BBC như sau. Người ta thực ra là đã có tắc danh sách và các thông tin cụ thể liên quan đến hội nghị rồi đấy, nhưng người ta chưa muốn nói ra, công khai ra. Thực tế ra là có người cũng đã có thể được về những thông tin đó họ biết rồi, nhưng nói ra như thế sẽ rất là khó, vì có thể người ta sẽ bị hỏi và truy vấn để lần ra từ đâu mà có thông tin như vậy. Như là có một số bản danh sách nào đó thấy xuất hiện ra ngoài mà được người ta nói là có thể đúng hay chính xác. Tuy nhiên, theo những gì mà giới quan sát nghiên cứu cho biết được, thì cũng có nhiều hồ sơ kịch bản về nhân sự cấp cao, đặc biệt là cho tứ trụ, nhưng khó nhất vẫn là dự đoán cho chức Tổng Bí thư. Đây là hình ảnh ông Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Mọi người cũng biết là ông Nguyễn Phú Trọng rất ủng hộ ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư làm Tổng Bí thư, đấy là một khả năng. Thế nhưng mà cũng có những đề xuất nói rằng, ngoài ông Vượng ra thì cũng có thể đề xuất ông Nguyễn Xuân Phúc làm Tổng Bí thư. Chức Chủ tịch nước thì nếu trường hợp trong những người quá tuổi như ông Trương Hòa Bình có thể ra ứng cử, nếu như người ta đồng ý cho ông ấy vào trường hợp đặc biệt. Còn chức vụ Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội thì sao? Về cái Thủ tướng Chính phủ thì ví dụ, nếu như ông Trần Quốc Vượng đã được đề cử làm Tổng Bí thư thì có khả năng người ta sẽ bắt đầu tiếp tục đề xuất ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là trường hợp đặc biệt để tái cử vào Bộ Chính trị khóa tới để tiếp tục làm Thủ tướng. Và đấy là khả năng rất lớn. Tôi không thấy có một khả năng lớn nào khác hơn cả cho chức Thủ tướng. Và đấy là góc nhìn của cá nhân tôi, ông nói. Và bấy lâu nay người ta dự đoán rằng có khả năng là bà Trương Thị Mai có thể trở thành Chủ tịch Quốc hội. Thế nhưng cũng có thông tin, cũng có những người dự báo và nói rằng là có thể bản thân bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng có thể được đưa vào danh sách gọi là trường hợp đặc biệt. Tức là quá 65 tuổi vẫn ở lại Bộ Chính trị và vẫn ở lại thì sẽ làm tiếp Chủ tịch Quốc hội. Khi được hỏi nếu trong trường hợp trở thành trường hợp đặc biệt, ông Nguyễn Phú Trọng có thể tái cử một lần nữa vào chức Tổng Bí thư hay không, hay đảm nhận chức vụ nào đó nếu như vậy thì vẫn lưu lại bao lâu, tức là 1 năm, 2 năm hay nửa nhiệm kỳ, hay hoặc toàn khóa. Nếu không phải toàn khóa thì có thể được thay thế như thế nào? Tiến sĩ Hoàng Hợp đáp như sau. Câu hỏi này theo tôi là thú vị ở chỗ này. Bây giờ điều quan trọng nhất ở Việt Nam là việc cả đất nước phải chú ý đến chuyện xây dựng kinh tế và giữ gìn, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai, sinh năm 1958, là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Do đó, vai trò của lực lượng vũ trang, đặc biệt là của quân đội vô cùng quan trọng, vừa bảo vệ đất nước, vừa bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì nếu trong trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã làm hai khóa mà có thể đề cử để ở lại thêm, tức là rơi vào trường hợp đặc biệt, nếu có xảy ra như thế thì có thể ông ta vẫn là Tổng Bí thư, nhưng sẽ không làm lâu mà có thể ông ta làm một thời gian ngắn thôi, rồi ông ta sẽ chuyển giao cho một người khác. Vì sao lại như thế? Theo tôi là bởi vì vấn đề sức khỏe, và thứ hai là do vấn đề ông Tổng Bí thư là có một chức vụ rất quan trọng. Ngoài chức vụ lãnh đạo cao nhất của Đảng ra thì đó Tổng Bí thư còn là Bí thư Quân ủy Trung ương. Nhưng Bí thư Quân ủy Trung ương rất khó bàn giao cho một người nào đó mà sẽ thay ông Trọng làm Tổng Bí thư trong khóa 13, và cũng có thể người ta sẽ đề xuất ông ở lại thêm một thời gian nào đó, có thể là một năm chẳng hạn, để rồi khi mà chín muồi về điều kiện bàn giao thì ông ta sẽ bàn giao chức vụ Tổng Bí thư cho một người mà Ban Chấp hành Trung ương mới của Đảng Cộng sản này có thể thấy rằng đủ năng lực và uy tín để làm Tổng Bí thư của khóa 13. Thì đấy là theo tôi là một khả năng lớn không loại trừ. Và nhân đây tôi cũng nói thêm rằng tôi thấy nếu ông Ngô Xuân Lịch
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà thật là khỏe thì ông ấy vẫn có thể ở lại làm một chức vụ khác, không phải là chức bộ trưởng. Đấy là ý kiến cá nhân của tôi như thế. Bởi vì chức Bộ trưởng Quốc phòng trong tình hình hiện nay mà nói, ngoài những vai trò của một nhà lãnh đạo chính trị trong quân sự, nó còn đòi hỏi một tiêu chuẩn nữa là tiêu chuẩn gọi là chỉ huy tác chiến, thì có lẽ là nếu ông Lịch ở lại, có khi ông làm một chức vụ khác quan trọng hơn, ví dụ như chủ tịch nước hay là thế nào đấy, thì hơn là ở lại một khóa nữa làm tiếp tục Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, đấy là một trường hợp của ông ấy còn khỏe và đủ tín nhiệm, nhưng đây chỉ là một phỏng đoán và chúng ta có lẽ sẽ phải chờ tới sau Hội nghị 15, rồi chắc chắn nhất là tới bế mạc Đại hội 13 có thể có thông tin rõ nhất về toàn bộ giàn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Nhà nghiên cứu cấp cao, khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã bình luận như vậy trên Đài Tiếng Nói BBC theo quan điểm của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đại hội 13 bao giờ Đảng công khai về nhân sự. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.